Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một tác phẩm Lồng Chim Quái Sinh Nam Định. Đây là một tác phẩm. Nhưng hôm nay tôi sẽ review một tác phẩm khác, không phải tác phẩm này. Tác phẩm mà tôi muốn review đến các bạn hôm nay đây là tác phẩm này. Cực kỳ độc lạ luôn. Khác với mọi lần tôi chỉ review lồng, nhưng hôm nay ở tác phẩm này chúng ta có thêm phụ kiện nhá. Đó là một cái móc treo. Đó. Và cái lồng này các bạn cũng thấy là nó hơi khác so với những cái mẫu khác đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến chi tiết cho mọi người. Đây là toàn bộ tác phẩm mà hôm nay tôi muốn review với mọi người. Đấy. Nó review thế quá nhưng thực ra là giới thiệu. Đấy. Đây là cái móc treo nhé. Đấy. Đây là cái móc treo. Đấy. Chúng ta sẽ để sang một bên. Và chúng ta đi vào cái lồng trước đi. Đấy. Cái lồng. Đấy. Nhìn chung cái lồng này các bạn sẽ thấy nó rất là nhọn. Rất là nhọn đấy. Rất là nhọn nha mọi người. Đây. Cảm giác rất là góc cạnh ấy. Đấy, rất là nhọn. Đấy. Tôi cũng chẳng biết ý tưởng này là như thế nào nữa. Đấy. Đấy. À, như các bạn thấy với cái lồng mà các bạn hay gặp thì sẽ là những cái nan đúng không? Đấy, những là cái là những cái nan. Nhưng không, cái lồng này thì lại khác. Cái lồng này các bạn thấy này, nó như thế nào nhỉ? Nó kiểu như là những cái con chim xong là xếp vào nhau. Đây, cái lồng này thì tôi là một người không ở trong đạo, nhưng mà tôi thấy cái lồng này rất là kỳ công. Đấy, các bạn có thể thấy nhá. Đấy, bắt đầu từ đây. Đấy, xong lại đây, lại mò con chim này, lại mò con chim. Nó cứ liền sắp xếp với nhau. Đấy. Từ cái bên ngoài này tới cái đáy nhá. Đây, các bạn cũng có thể thấy này. Đấy, cũng kiểu vậy, nó cũng là một cái ý tưởng là những cái con chim này nó xếp và nó uốn lượn dính kết nối với nhau. Đấy, tạo thành ra cái lồng. Đó. À, xem nào, chất liệu thì là toàn bằng tre, cái này thì toàn bằng tre thôi. Đây là cái mắt tre này, mắt tre đấy, cái mắt tre đấy, cái nhau. Bên trong thì cũng có cầu, cũng là rất là nhọn các bạn. Đấy. Còn đây là cái cửa thì cũng là một con chim. Xem nào, cửa này cũng là chim thôi. Đó. Cái này thì tôi không thấy hình bóng của rồng, cái này tôi chỉ có thấy hình bóng của chim thôi. Đấy. Cái này thì không thấy hình bóng của rồng, bóng của chim. Đấy, nhưng cái lồng này thực sự nó rất là độc đáo và nó có một kết cấu và cái ý tưởng nó cũng hoàn toàn mới lạ. Đấy. Đi với nó cũng là một cái kiểu như là cái móc treo ấy. Đấy. Cái móc treo này nó không đơn thuần chỉ là móc không, nó cũng là, các bạn nhìn này. Đấy. cũng là tạo dáng. Đấy. cũng kiểu như là chim kia kìa. Chim này các bạn, tôi là không biết là chủ đích của chủ lồng này là hướng đến chim gì, nhưng tôi thấy giống ở trong cái trống đồng ấy các bạn ấy. Thấy con chim ấy. Này, chim lạc có đây. Đấy. Đây, cái này thì cũng bằng tre, cũng toàn bằng tre, tất cả bằng tre. Chim này là chim gì nhỉ, chú gì nhỉ? Chim lạc đúng không nhỉ? Đấy. Lạc hồng à? Chim cổng, lạc cổng. Đấy. Đây. Ý tưởng chim lạc hồng các bạn. Đó. Đây. Bây giờ bảo tôi đếm cái lồng này bao nhiêu con chim thì thực sự là làm khó tôi quá mọi người ạ. Này. Các bạn đánh giá cái lồng này thế nào? Quá là độc đáo rồi đúng không? Trước giờ chúng ta chỉ quanh quẩn với những kiểu mô típ lồng lồng truyền thống, kiểu như là các sọ nan này.
Đấy. Nhưng mà không, cái này thì lại là một thứ hoàn toàn khác. Và trước là chúng ta hay là cá với cả rồng đúng không? Đây thì không, nay không rồng cũng không cá chép, nay là chim. Đấy, nay là chim. Đấy. Này là chim. Đấy. Tất nhiên là mỗi người mỗi cái gu khác nhau. Đấy. Đấy. Các bạn thấy ý tưởng này có độc đáo không? Độc đáo đúng không? Tôi lúc đầu là tôi cũng hơi ớ ớ. Tôi cũng ớ ớ. Lồng thì như mình đã bảo rồi, cái này thì bằng tre 100%. Bằng tre 100% rồi. Đây, nhìn cái này cảm giác nó rất là gai góc và nhọn, rất gai góc luôn. Đây, đây là một bộ. Đây là một bộ. Đây là kèm phụ kiện. Đấy. Lồng và móc treo. Trước thì các bạn chỉ thấy là hay có lồng, nhưng không, bây giờ là đi kèm luôn cả phụ kiện nha mọi người. Cả hai tác phẩm gộp vào thành một tác phẩm hoàn thiện. Các bạn đánh giá cái tác phẩm thế nào? Có độc đáo không? Với tôi thì đây là một một cái sáng tạo rất là độc đáo, thoát ra khỏi cái mô hình chung.